Sau chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, lập tức bắt 3 người xác minh hành vi đánh tài xế xe khách. Sau chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, lập tức bắt 3 người để xác minh hành vi đánh tài xế xe khách. Đúng như phát ngôn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, khi xác lập chuyên án, giám đốc ra lệnh bắt giữ thì chỉ có ở tù thôi chứ không xử lý hành chính đâu, mà lựa mấy người nào có quen lớn, có thế lực, có bảo kê là tôi bắt trước. Tôi bứng tận gốc luôn để coi ông bà quen lớn cỡ nào. Tới đây là còn nữa, càng quen lớn, càng lộng hành thì càng bắt. Có như thế xã hội mới bình yên được. Và ngay sau khi đưa ra chỉ đạo xác minh điều tra vụ tài xế xe khách tuyến Thái Bình - Quảng Ninh bị tác động vật lý, hất mắm tôm, bị đe dọa, trấn áp về tinh thần, ngay lập tức cơ quan công an đã bắt 3 người để điều tra vụ nhà xe chạy tuyến Thái Bình - Quảng Ninh tố liên tục bị chèn ép, tài xế bị hành hung. Đây là thông tin được công an tỉnh Quảng Ninh cho biết. 3 đối tượng này bị bắt liên quan đến việc thời gian gần đây, các tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải, đơn vị khai thác tuyến xe khách Thái Bình - Quảng Ninh, bị một nhóm đối tượng côn đồ đón chặn đường, đe dọa nhân viên lái xe, cấm không cho xe đi trước, không cho hoạt động trên tuyến đường từ Quảng Ninh về Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Mới nhất, xác nhận với báo chí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã triệu tập 3 đối tượng liên quan và đang củng cố chứng cứ, lấy lời khai, trích xuất dữ liệu camera. Quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng, côn đồ với các nhà xe. Lệnh bắt giữ được thực hiện sau chỉ đạo trong ngày 3 tháng 8. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả xử lý về việc nhà xe kêu cứu do liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết, đơn vị này có xe khách chạy tuyến Quảng Ninh-Thái Bình đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động theo đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm khiến tài xế hoang mang, nhiều người sợ hãi, xin tạm nghỉ hoặc chạy tuyến khác. Tình trạng chèn ép diễn ra công khai liên tục nhiều ngày ngay trên đường phố với các hành động như lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ để chặn đầu, không cho xe di chuyển. Đặc biệt còn có một nhóm người tổ chức chặn đường hành hung nhân viên lái xe, cấm không cho xe đi trước trên suốt trục đường từ Quảng Ninh về đến huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tài xế Bùi Hữu Tới, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết, ngày 19 tháng 7, trong lúc đang chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình, khi đến khu vực chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, thì bất ngờ xuất hiện hai xe khách khác áp sát đỗ song song, rồi một nhóm người nhảy xuống lao đến giật cửa xe xông tới đánh đấm đe dọa. Ngày 20 và 21 tháng 7, nhiều xe khách của công ty đang hoạt động thì bị ném mắm tôm và bị xe khác cố tình lạng lách đánh võng trước mặt để cản trở, không cho lưu thông. Thậm chí có xe còn vượt đèn đỏ để chặn đầu, không cho di chuyển. Toàn bộ sự việc bị chèn ép và hành hung tài xế đều được camera an ninh ghi lại. Và phía công ty cũng đã làm đơn trình báo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cùng thành phố Hải Phòng. Nhắc đến Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, không thể không nhắc đến những chuyên án lớn, đặc biệt sự cương quyết khi ông làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Khi cần gõ 5 chữ Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, hàng loạt những thông tin về các chuyên án mà vị tướng tài người Cần Thơ chỉ đạo diệt tận gốc sẽ được hiển thị. Đáng chú ý, ông Đinh Văn Nơi khi giữ chức giám đốc công an tỉnh An Giang đã thẳng thắn công khai số điện thoại cá nhân lên cổng thông tin điện tử của công an tỉnh. Tại sao ông Đinh Văn Nơi lại làm điều này? Việc công khai số điện thoại cá nhân chính là một trong những yếu tố giúp đại tá Đinh Văn Nơi phá được nhiều chuyên án làm yên lòng dân. Và vụ việc bắt 3 kẻ có hành vi tác động vật lý trấn áp tinh thần tài xế xe khách trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh cũng là một ví dụ điển hình. Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Liệu trong thời gian sắp tới, tướng Đinh Văn Nơi sẽ có bước đi gì trong việc phòng chống tội phạm tại địa phương này? Tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến ông Đinh Văn Nơi sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.